hướng dẫn mọi người zoom được xa hơn, quay video được xa hơn trên những chiếc điện thoại có độ zoom thấp nhé. Mình đang dùng iPhone XS và nó chỉ mát zoom mát đây, nhưng mình zoom này là được 3x đó, bằng cái camera của máy, trực tiếp của máy luôn. Nó cam của mình gần hư, nó cứ giật nhẹ giật nhẹ giật nhẹ, nhưng mà điều đó bình thường thôi. Nó cam của máy zoom được 3x này. Các bạn lên App Store hoặc CH Play tải cho mình cái ứng dụng TimeTap, nó sẽ có ngày giờ ở đó, nó có sẵn ngày giờ đó. Mình zoom mặt trăng, trăng hôm nay khá là đẹp, nó có sẵn ngày giờ rồi, có sẵn vị trí cho mình luôn. Những cái đó đây, ứng dụng của mình là TimeTap bên tay phải này, các bạn nhìn rõ nhé. Đó, TimeTap hình camera có sọc xanh trắng xuống đó, nó sáng rất nhiều luôn, video ảnh nó sáng rất nhiều luôn này. Giờ mình có thể zoom này, zoom xa rất nhiều lần cam thường. Cái này mình dùng thì thực sự là để ghi lại những cái khoảng thời gian nhất định trong ngày, nhất là công việc của mình yêu cầu cái này. Hôm nay mình vừa phát hiện ra nó có thể zoom xa hơn cam bình thường của máy. Ok, ứng dụng tên là TimeTap nha mọi người. Cảm ơn mọi người.